dẫn, kịch tính. Từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 10 tại thành phố Vinh, với gần 100 cặp vận động viên tham gia tranh tài ba nội dung tại giải quần vợt Cúp vàng doanh nhân xứ Nghệ lần thứ nhất năm 2024. Đây là giải đấu cấp tỉnh chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày doanh nhân Việt Nam do Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và Liên đoàn quần vợt tỉnh Nghệ An tổ chức, nhằm tạo sân chơi bổ ích cho giới doanh nhân, doanh nghiệp, tăng cường rèn luyện sức khỏe, mở rộng kết nối, phát huy hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, giao lưu giữa các doanh nghiệp, doanh nhân với cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương. Với phương châm chính quyền đồng hành cùng doanh nhân phát triển, đồng hành cùng giải có các doanh nghiệp, nhà tài trợ gồm nhà tài trợ Kim Cương, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Hiệp, nhà tài trợ vàng, công ty cổ phần Trung Hải Nghệ An Group, công ty cổ phần Thái Thượng Hoàng Group, công ty cổ phần Bia Hà Nội Nghệ An, nhà tài trợ bạc, công ty trách nhiệm hữu hạn Toàn Thắng, công ty cổ phần đầu tư và thương mại Hoàng Gia Phát, nhà tài trợ đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trường Hải Nghệ An, tổng công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Nghệ An, công ty máy tính Quốc Việt, đơn vị đồng hành, công ty trách nhiệm hữu hạn Hoa Thường, công ty trách nhiệm hữu hạn Y tế Hoàng Mai. Các trận đấu sẽ được livestream trực tiếp tại các hạ tầng số. Kính mời quý vị và các bạn đón xem.